Rồi, xin chào các bạn ha. Hôm nay chia sẻ các bạn cách cho mình sửa cái bóng đèn bị hư nha các bạn. Đây là cái bóng đèn đây là cái bóng đèn chữ U hồi xưa nè, nhưng mà do cái đèn này nó mất tiền, nó vừa bị hư, mình tính quăng bỏ rồi, nhưng mà do mình học ngành điện, mình biết về điện nên là mình sẽ nghiên cứu tháo nó ra, mình nghiên cứu nó, và mình đã tìm ra thấy cái chứng bệnh của nó và mình đã sửa được. Đèn này mua mất tiền nên là mình không có, mình miễn mình tháo ra mình xem, miễn mà nó không hư á thì mình sửa được á thì mình sửa ra xài, còn mình thấy sửa không được á thì mình mới việc bỏ nha bạn. Cái đèn này là đèn chữ U nè, nhưng mà cái đèn này rất là to, số watt của nó là tới 110W nha bạn, 110W mà của điện quang nữa, điện quang này, thì mình đã tìm ra cái chứng bệnh của nó và mình chia sẻ các bạn cách sửa cái bóng đèn chữ U. Thì các bạn có thể tham khảo lặng mình ứng dụng cho ở nhà mình nếu như mình gặp phải cái trường hợp này nha các bạn. Thì đây là cái bo mạch của nó nè, đây là bo mạch của nó. Thì bo mạch của nó nè, nó xuất ra mấy cái ngõ này, ngõ ra nè, ngõ vô cái dây đèn nè. Đây, mỗi một cái chữ U nè, chữ U này nó lên 4 2 cộng nè, 2 cộng một lỗ, một cái ống, mà ống này thì nó nối liền lại. Đây, ống này nối liền lại, có nghĩa là một ống là nó đi hai tim, nó đi một cái đoạn gì đó, một tim nữa thì nó đi một đoạn gì, và bên này cũng vậy. Thì hai cái tim, hai cái dây này là nó nối lên ra một cái cực, là một đầu cực của này nè. Thì mình cứ không hiểu này thôi, mà mình kiểm tra sơ đồ bên ngoài thôi, mình không cần đi sâu thì thôi, miễn mà nó hư trong dây thì dẹp, hư mấy cái mạch bo nè dẹp, không có sửa. Tại hư mấy này thì mua đồ cũng khó lắm, mà mua đồ thay cũng khó lắm. Thì mình chỉ các bạn kiểm tra mấy cái ngoại quan ở ngoài nè, cũng như là mình kiểm tra coi nó có cháy con diod nào không. Diod mình thay được, còn điện trở thì điện trở mua nhiều khi không có cái mã vạch đó. Mấy con điện trở trong mấy cái bo này, nó mấy con điện trở đặc biệt nên là mình ra mua không có, miễn con đưa hư diod không. Có hư thì mấy con IC này miễn nó cháy á, thì bỏ nha bạn, không có thay được đâu, lu bu lắm. Rồi mình kiểm tra không có gì, giờ mình kiểm tra cái ngoại quan trước rồi mà mình đã thấy. Đó là bốn cái cực này nè. Nè, 1 2. Một cực thì nó có hai chân, bốn cực nè. Bên này thêm hai cực nữa nè. Bên này thêm hai cực nữa nè, bốn cực nè. Đang nó đi xuống 8 một cực hai cộng thì tổng cộng là 8 cộng dây, thì đi xuống 8 cộng dây dưới đây. Thì mình kiểm tra mình thấy mình ghim vô nó không sáng, thì mình tính tháo ra. Mới đầu mình cũng không định chia sẻ video của bạn xem đâu, nhưng mà mình thấy cái này nó hữu ích quá, mình chia sẻ lúc mà mình làm nãy á, là mình tính tháo ra, là mình lấy cái bo này lại mình xài, mình lấy diode nè, đó mình lấy mấy con diode này lại, diode này nó to nè, để mình chế biến cái mạch cầu diode được. Với mình lấy cái hai cái miếng tản nhiệt IC nè, mình tháo ra mình lấy lại, thì mình tính cắt cái bo này mình lấy lại, mình dục cái bóng đèn bỏ. Người vô tình đó bạn, mình thấy cọng dây này nè, nó đứt một cọng, thì mình thấy đứt một cọng. Bây giờ mình nói, bây giờ để mình thay lại con nó làm sao, mình nói liền rồi, thì quả thật mình nói liền rồi, nó sáng các bạn, mình như điện vô sáng mình rất mừng. Thì mình không cần chi sâu rồi kiểm tra chi sâu mấy này đâu, đầu tiên mình kiểm tra ngoại quan bên ngoài trước,
Ôi nó có hư cái gì không? Thì ngoại quan ngoài nó đã hư mấy cái đứt cái cọng này nè. Đó, các bạn xem có đứt cái cọng này không? Ai nữa các bạn xem là cái chuông này nè. Đó coi nó có bị đứt ở đâu không? Miễn mà nó không có đứt á thì mình kiểm tra trong đây đó. Mà mình kêu không cháy nó thì mình thôi, mình khỏi kiểm tra trong đây. Còn nếu ai không học chuyên ngành điện thì có thể kiểm tra. Còn những người nào không học chuyên ngành điện thì tháo ra mình thấy chỗ nào đứt dây, mình nối lại, ghim điện vô nó sáng là ok. Còn không có đứt dây nữa thì thôi, không có sửa làm gì nha các bạn. Đó, thì rõ ràng mình kiểm tra là đã đứt dây, mình nối dây là sáng. Mình rất là mừng, bây giờ mình đang mấy cọng dây này nó ra cục nè, mình đang nối ra thêm cho nó dài ra nè. Đó, mình chia sẻ bạn xem. Đó thì mấy cọng dây này mình cắt mấy cái cọng dây đồng trong cái dây mạng đó bạn, trong cái dây mạng đó, cắt ra để mình nối dài ra thêm. Đó thì mình chia sẻ các bạn cái video là về vậy. Rồi bây giờ mình nối tiếp theo ra nữa, nối thêm ra nữa. Nối cho nó dài ra đặng hồi đặng mình thay vô cho nó dễ. Chỉ là một cái đơn giản thôi, mình đã sửa được cái bóng đèn đó bạn. Đặc biệt là bóng đèn mất tiền nữa, đèn 110W á. Đèn thường thường của mình có 40W à. Còn mấy đèn tách trụ thường thường có cỡ 20W, 30W à. Bóng này chỉ 110W các bạn biết sáng cỡ này. Nên là nói cho dài ra nè, hồi mình câu vô đây nè, câu mấy cái cực này nè, câu vô mấy cái cực này. Rồi còn cổng cuối cùng của bạn.
Rồi bây giờ đã xong rồi bạn. Bây giờ mình tiến hành mình lắp cái này vô nha. Thì video này cũng dài rồi, thôi mình nói sơ rồi mình kết thúc video. Là bây giờ thì đơn giản thôi, mình lắp vô rồi mình đấu cái máy đầu cực này nè. Thì các bạn tháo nút tháo ra sao, các bạn đấu ra gì nè, tám cái cọng dây nè, đó tám cọng dây này các bạn đấu theo tám cái cực này, đó là xong rồi. Tháo ra sao đấu ra vậy là được rồi. Thì cứ thế là xong. Thì mình tóm gọn cái tóm tắt cái video này mình nói á, là khi các bạn hư cái bóng đèn giữ u đó, thì lá trụ thì cũng có dạng hư của nó, để bữa nào mình chia sẻ các bạn cái bóng lá trụ ha. Bóng trụ mình cũng có thể mình sửa được nó đó. Mình đã từng sửa lá trụ, thì cái lá trụ là cái bóng led mà phổ biến đời nay. Bữa nào mình chia sẻ các bạn cái bóng lá trụ cách sửa. Cái này là cái đèn chiếu u này cũng ít người xài lắm đó, đèn chiếu u này cũng đời lâu rồi. Thì khi các bạn gặp cái trường hợp này mình, như mình nói nha, là các bạn kiểm tra coi mấy cái cọng dây này nè, nó có đứt không đó. Như bóng đèn của mình thì kiểm tra mình thấy đứt, thì mình tiến hành mình nối dây thêm, thì cuối kết quả mình đã thành công rồi các bạn. Thì bây giờ mình nối dây lại thì tiếp tục mình xài bóng đèn tiếp thôi, chứ nó không có hư mấy cái bo mạch này. Khi nào mình hư mấy cái bo mạch này mình hãy bỏ bóng đèn nha các bạn đó. Bóng đèn to mua mất có mất tiền rồi. Thôi mình kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn xem video của mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo mới nhất của mình nha các bạn.